Lá thư xuân. Theo dòng chảy của thời gian, Nguyệt san giác ngộ từng bước lớn mạnh. Thấm thoát, Nguyệt san của chúng ta đã hưởng được năm tuổi xuân. Một số tuổi thật còn quá trẻ trung trong làm báo chí, nhưng không phải vì thế mà Nguyệt san giác ngộ không bộc lộ được tiềm năng của mình. Thật vậy, nội dung của Nguyệt san giác ngộ đa phần thuộc những bài nghiên cứu về giáo lý, văn hóa Phật giáo. Những bài viết nặng phần nghiên cứu tất nhiên có giá trị, tuy nhiên thường bị coi là khô khan theo góc nhìn của quần chúng phổ thông. Nhưng kỳ diệu thay, Nguyệt san giác ngộ đã vượt qua được cách đánh giá thông thường này. Những bài giáo lý hoặc văn học chẳng những được giới trí thức tán thành, mà cả những người học Phật ở trình độ phổ thông cũng nhiệt tình ủng hộ. Vì vậy, số lượng Nguyệt san tăng nhanh theo sự hâm mộ của nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi. Ngoài ra, qua chương trình Phật học hàm thụ được giảng dạy trên Nguyệt san, số học viên hiện tại tăng lên đến gần 4.000 người. Tinh thần cầu học của cả ngàn tăng ni Phật tử đã thể hiện rõ nét tinh hoa của đạo Pháp đang nở rộ tại đất nước chúng ta. Và cuối năm vừa qua, nhân chuyến hành hương về đất Phật, tôi đã có dịp nói chuyện với tăng ni Việt Nam đang tu học ở Ấn Độ. Trong số đó có gần 50 vị đang làm luận án tiến sĩ, trên 60 vị đang theo học cao học và tiến sĩ. Nhìn thấy những bông hoa đạo đang nở hương thơm ngát trong và ngoài nước, lòng tôi hân hoan vô cùng. Không phải chỉ riêng tôi, mà chắc chắn tất cả chúng ta, những người con Phật, đều thật sự rất là sung sướng khi ngôi nhà đạo Pháp của chúng ta hiện hữu thật nhiều Phật tử cầu học giáo Pháp, thật nhiều tu sĩ có trình độ trên đại học và tiến sĩ. Chúng ta có nhiều hy vọng ở thiên niên kỷ 3, Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển tốt đẹp, đóng góp nhiều lợi ích cho đất nước, mang an vui cho mọi người. Tôi cầu nguyện quý vị được hưởng trọn vẹn mùa xuân trí tuệ